Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Hôm nay Bi sẽ ghép một cái bow Yamaha với một đôi loa audio rất là đẹp quý vị ơi. Cái bow và cái đôi loa rất là đẹp nha. Nói chung là không có nào mà bị chê hết. Cái bow này là model BC2002 nha. Nó chạy 16 con sò sa kê. Tí nữa Bi sẽ tháo luôn ra bên trong quý vị. Quý vị thấy là tăng thô của nó rất là bự. Tăng thô tròn rất là bự luôn nha quý vị, tụ nó cũng rất là ngầu và 16 con sò sa can bự luôn nha quý vị nhớ nha. Và công suất tiêu thụ của nó là 350W nha quý vị đó. Và trên quý vị thấy là ở phía trước thì nó có cái hai cái nấm chụp, đó là nấm chỉnh volume luôn, là quý vị có thể chơi trực tiếp khỏi qua một cái rè thì nó không có chỉnh bass trap, nó chỉnh lớn nhỏ luôn như từng loa được luôn nha. Và nó được sản xuất tại Nhật Bản nha quý vị, made in Japan nha. Và mức giá mà Bi bán cái bow Yamaha BC2002 này là 10.500.000. 10.500.000 rất là nặng nha quý vị. Cái bow còn rất là đẹp nha. Nói chung là bow với cặp loa này thì rất là ok luôn. Và hôm nay Bi phối với cái đôi loa Onkyo D77FX25 mã này thì công suất của nó dao động là từ 75 tới 200W trên một thùng. Đôi loa màu gỗ cánh dán, tem lưới còn đầy đủ hết nha. Nó một loa bass 27, một loa mid và một loa treble. Độ nhạy của đôi loa này nó 93 dB quý vị ạ, à. Trở kháng của nó là 6 ohm. Trở kháng của nó là 6 ohm nha. Hôm nay ghép cái bao này xem coi nó đánh thế nào nha quý vị. Và đôi loa thì Bi bán mức giá là 12 triệu đồng nha. Kèn là kèn gan luôn nha quý vị. Kèn gan nha. Đây, đây là cái lưới của nó nha. Cái lưới của cái Onkyo nè. Đây lưới còn đầy đủ nha, lưới bằng nhựa. Và quý vị nhớ mức giá của hai cái bộ đôi này chưa? Cái bao Bi bán 10.500.000, còn đôi loa là Bi bán 12 triệu. Đó, ai thích mua cái nào thì mua, thích mua nguyên bộ thì cũng ok luôn nha. Và đây là cái USB nè quý vị. USB này là USB của hãng Kingston với dung lượng là 128GB. Và Bi sẽ chép nhạc theo, nói chung là quý vị có cái nhạc trữ tình nè, rồi nhạc trẻ nè. Quý vị nếu thích cái nào thì alo cho Bi để Bi chép nhạc của cái USB này đây nha. USB bán đã chép nhạc sẵn, còn ai thích mua USB mới như vậy thì quý vị ra ngoài tiệm máy tính rồi thì rất là đầy, không cần lo, không cần mua bộ Bi đâu nha. Còn Bi bán USB đã chép nhạc luôn. Bi cũng ra để mua một cái USB này, USB mới hoàn toàn nha quý vị, được phân phối của gì đây, FPT nha quý vị. Rồi, và bây giờ Bi sẽ test cái bộ đôi này, Bi sẽ test bộ đôi này luôn và xin mời tất cả quý vị cùng thử thức. Kia bão tố đầy trời.
cuộc đời lắm.